Trước đó thì chị mà bị những cái nốt mụn mẫn thôi, nhưng mà sau đó các bạn có mua những cái sản phẩm thuốc lụa để mà về nhà xài á, nó quảng cáo là trị mụn nhưng mà nó không có hết, nó hết nhưng mà nó hết được ra giai đoạn đầu thôi, nhưng mà hiện tại da thì nó tổn thương rất là nhiều, nó đẹp được khoảng vài tháng á, thì nó sẽ bị yếu da, nó hư tổn da và nổi những cái nốt mụn viêm như thế này nha mọi người, mụn thâm chai dưới da rất là nhiều. Sang đâu có làm gì đâu đúng không Sang? Ghê vậy. Mọi người cùng xem cái kỹ thuật lấy nhau mụn bên Hina Hina ha mọi người ha. Quên nữa, cháy luôn rồi. Cái đề can đâu mấy đứa? Ở đây kìa. Cháy rồi mà. Để nhìn nó biết của mình đâu. Đây, tình trạng da hiện tại nha mọi người. Ủa, dán ngược lên hả? Thế sao cũng được hết. Mọi người thấy cái clip này có nghĩa là Hana đang điều trị những ca mụn nặng như thế này. Mọi người có vấn đề bị mụn thì mọi người cứ liên hệ với bên Hana nha. Cái trang Facebook của Hana là Hana Spa and Clinic Gò Vấp và Hana Spa and Clinic nha mọi người. Mình có hai bay ha. Tất cả đều là của mình hết nha mọi người. Còn ngoài ra những cái trang khác đều là giả mạo ha mọi người ha. Mọi người vui lòng là không có đăng ký những cái kênh mà giả mạo bên Hana nha. Mình sẽ chạy những cái đừng anh nghe dẫn cái tay này nó bị ao nhé. À, mình sẽ chạy cái đường đường cái thông tin của bên mình ở trên cái clip này, mọi người coi bên đó và mọi người theo dõi nha. Như 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 xuống lấy nước kia chị Nguyên trả tiền nha. Bên này chú đi hỏi, để cho họ xin đi vào bên kia. Ổn không Thắng ơi? Từ Thắng không nè. Cái tên gì em? Thanh hả? Không không nói lời luôn à? Gọi sai tên người ta không thèm trả lời luôn đâu. Tên Thanh hả? Thanh. Thanh. Bé nó chưa lấy nhân mụn bao giờ nha mọi người, nên có sự cảm giác nó hơi bị bỡ ngỡ chút xíu. Thường là đi lần đầu bên Hana thì đã giảm cao hơn so với mấy chỗ khác nhiều rồi, nhưng mà mình vẫn có cảm giác chút xíu ha. Lần đầu mình lấy nó cũng nhiều á mọi người, lần sau thì nó sẽ giảm mật độ ít ít từ 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 cho bạn. Mình sắp đăng cái này lên là ghi tên rồi bố ơi, lần 1, lần 2 gì đó. Cho người ta xem người ta thấy chứ. Hả? Đăng mấy cái clip này, ghi tên khách hàng là bố à. Đúng không? Có nghe đâu nhỉ? Em kêu bữa sau đăng lên YouTube đi tên khách hàng vô ví dụ lần 1, lần 2 gì đó rồi. Biết chuyện hết từng lần nữa. Mọi người coi clip về cái kỹ thuật lấy nhân mụn bên mình ha. Mình lấy nhân mụn xong là nó không có bị thâm đỏ hay là sưng gì hết. Kỹ thuật lấy bên mình là lấy bằng cái kim tiêm thì cái tổn thương của nó sẽ rất là ít nha mọi người. Bên mình sẽ không sử dụng dao hoặc là cái đầu của cái cây nặng mụn để làm tổn thương da nha. Để mà mở đầu mụn thì lúc đó thì nó sẽ rất là, cái đầu mụn nó sẽ rất là to, thì cái khả năng lành da của mọi người nó sẽ yếu hơn một chút xíu.
ngon không xa? Được chị. Được hả? Nhưng một phần 300 người. 300 ngàn người, 350 hả? Hải sản hả? Hải sản có mực với tôm hả? Ờ vậy hay là thịt chủ yếu hả? Dạ, còn. Đây là những cái khu vực mụn chai của trên Thái Dương bạn này nha mọi người. Như ở chỗ này thì lấy nó sẽ có cảm giác chút xíu tại cái vùng da non á. Hạnh Hạnh bẻ cái đèn lên cho chị nha Hạnh. Đây bên này. Thế hả? Ừ, bẻ lên. Kéo cái đèn ra coi. Đỉnh đầu luôn nha mọi người. Đúng là gì miếng nước cái này coi như ít thôi nha. Những cái phần này mình lấy là nó sẽ sạch chân hết nha mọi người. Chỉ còn về nhà sức thuốc, sức dưỡng nó sẽ rất là mau lành da. Chứ nó không có càng lấy là càng viêm sưng lên đâu nha. Mọi người cứ sợ những cái tình huống giống như vậy nè. Mọi người cứ ấy là sợ nó dèm, nó còn sưng veo lên thêm nữa. Mọi người rất là ngại đi spa. Nhưng mà đối với kỹ thuật bên mình thì sẽ không có chuyện đó xảy ra nha mọi người.
ít rồi đấy. Chắc mai cọ chọc đúng không? Không, mua cho em cái mũ len em đội. Không dính à? Đội nó lên hết mà. Lấy cái miếng màu hồng của Nhựa đây nhỉ. Bắt cho nó phát. Có miếng nào nữa không? Cho chị hỏi miếng rồi đi. Không bao giờ đẹp được nó vậy. Vẫn còn dính hả? Giờ livestream là sao anh nó coi được rồi. Chị đang ở đâu ạ? À? Chị đang quay thôi, để chị up YouTube. À, em tưởng chị live. Live là nãy giờ cái mỏ nhoi nhoi rồi đâu có hình ảnh gì. Quá là mỏi tay. Hôm nay mới có tí chứ mấy. Dính mình đau hơn nha, chịu khó xíu nha. Ủa Hạnh gặp sự cố nữa gì mọi người? Cô bé trai
bên mình là với cái làn da như thế nào vẫn tới điều trị nha mọi người, chứ không phải cho thoa thuốc rồi ngồi mới lấy được nha. Mọi người cứ tới đi, mụn nào mình lấy được mình sẽ lấy cho mấy bạn. Trên thương mại, trên thương mại. Như là lấy cái khay ở đây như rồi. Bốc ít bông nữa. Còn là những cái cục chai ở dưới cái phần quai hàm của bạn thôi nha mọi người. Lúc đầu thì nó là cái mụn ẩn, xong rồi nó sẽ thành cái mụn viêm. Rồi mình sờ riết hoặc là mình thoa thuốc nó sẽ bị chai cái đầu mụn lại. Với cái nhân mụn á thì mình phải làm mình thức thuốc cho nó gom lên á, mình rất là dễ lấy nha mọi người. Chứ đừng có sức cái gì ra để chai cái đầu mụn mà mọi người thấy nó đỡ thiệt sự, nhưng mà nó còn cái nhân mụn bên dưới rất là khó lấy nhân ra nha. Nếu mà kỹ thuật không tốt thì rất là khó lấy nha mọi người. Và với những cuộn chai này mọi người thấy bên mình là lấy bằng cái bông không? Lấy bằng đầu tâm nó cũng không được với cái làn da này đâu nha mọi người. Mọi người thấy mong mộng đi thi không? Với mộng đi thi đó mình cũng phải lấy ra nha. Nếu mọi người để thì nó sẽ bị mình tác động nãy giờ rồi đó, nó sẽ dễ viêm lên, gọi là sót mụn á. Nếu mà sót mụn thì cũng dễ bị viêm lắm. Bụng thì không săn chắc nhưng mà tay thì săn chắc nha. Săn được cái nào săn nha. Tại miếng nước này mấy bạn uống trà của anh Hậu mời kìa. Ha anh Hậu ha. Mọi người cứ uống tự nhiên. Thật là khách sáo quá đi. Mình có chị gà. Được chị. Nhịt bụng không? Như có cái gì mà nhịt. Như có cái nhịt. Như nhịt cái gì nhỉ?
gì cụ không à? Trên mát không có đúng không? Ừ. Hôm nay có định đông sang chưa biết cái gì. Dịch này không biết làm sao luôn. Cái gì? Du lịch đó. Trời ơi, dịch này du lịch đâu, dịch ở nhà. Ủa dạ. Giờ hình như đi Đà Lạt đi được rồi mà hết rồi mà đúng không? Đà Lạt chả nó không đâu mở cửa gì mà. Đóng cửa rồi. Ừ. Lên nhìn đói. Lên ở cái khu riêng biệt á. Mà giờ lên mưa chứ làm gì trên ý. Chị nghe gặp đầu đi với nhau lên chảnh chơi được á. Hoa hậu ha. Hoa hậu. Em nên giúp đi Đà Lạt mà. Đi đi. Rồi sẽ ở một tháng gì vậy? Đất. Ở cho đã cái nư hả? Ở cho đã. Ừ. Tính là nhà em gần Đà Lạt mà em chưa đã đi đâu. Chưa đi bao giờ. Đi Lâm Đồng em chưa đi Đà Lạt. Thấy khí hậu nó cũng y chang, đi làm gì? Ở chỗ anh ta đẹp hơn, quán xá nhiều hơn, thức ăn nhiều hơn. Đắk Nông cũng lạnh vậy hả? Đúng rồi. Giờ nó cũng lạnh mà, ở nhà trùng kín mít rồi. Tại cho nên là không có...